Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong ngày 12 tháng 2, tức mùng 3 Tết, toàn quốc xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm thiệt mạng 27 người, bị thương 67 người, so với ngày trước giảm 23 vụ. Các tuyến đường khác không xảy ra tai nạn. Cảnh sát giao thông, công an các đơn vị, địa phương đã kiểm tra, phát hiện, xử lý gần 11.500 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 30 tỷ đồng, tạm giữ 254 xe ô tô và hơn 6.200 xe mô tô, tước 3.000 giấy phép lái xe các loại, gần 5.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.